Đồng hồ Đức Duy xin phép được kính chào tất cả các bác ạ Chào mừng tất cả các bác lại quay trở lại với phim video lên sóng ngày hôm nay các bác nhé à, Tiếp tục em xin giới thiệu đến tất cả các bác những cái mẫu đồng hồ hàng mới về Cũng như là những chiếc kính để phục vụ cho tất cả các bác vào những ngày ngày hè Tới đây các bác nhé Rồi các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh cho bên em và nhớ kết bạn Zalo các bác nhé 0927 292 và -292, 292 các bác ạ Tiếp tục em sẽ đi đến những chiếc đồng hồ trước các bác nhé mã số đầu lai sẽ là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Zado các bác nhé một chiếc đồng hồ Zado mã số 323 mã số mở hàng đầu lai cho các bác cùng chơi với mẫu đồng hồ Zado ngày hôm nay để em mở máy cho các bác cùng xem nhé đồng hồ cổ thì thôi thì cũng cái làm mở được tại chỗ cũng sẽ mở luôn tại chỗ phục vụ cho tất cả các bác nhiều khi là các bác cũng kết bạn Zalo cũng nhằm để xem máy đấy thì em mở luôn trực tiếp trên lại đây con này xấu đẹp hiển thị hết trên này đúng không ạ? Một mẫu đồng hồ Zano đến từ Thụy Sĩ chạy bộ máy cơ auto máy vàng 25G. Rất là đẹp luôn, mẫu này thì còn rất rất đẹp các bác nhé. Đẹp từ trong ra ngoài các bác này. Zano Watch Switch này, đấy. Sai mặt đang là 35 cho một mẫu đồng hồ Zado kiểu mặt bát quái các bác nhé. Đó, sai 35. Lùm zin có logo mặt bát quái này các bác này để các bác có nhìn thấy cái kiểu hai lòng nhấn bắt quái chưa kính zin có lúp này một ô cửa lịch góc 3 giờ nhé các bác nhé đây soi soi kỹ cho các bác để các bác xem lúp và xem mặt zin nó đẹp như nào này các bác này. đó các bác có nhìn thấy cái cái mỏ leo ở trên đỉnh kim không ạ đó zin nguyên bản các bác nhé các bác thấy đẹp chưa ạ một chiếc đồng hồ rất đẹp luôn mã số 323. Chiếc này đang giao lưu với các bác cùng chơi bên em giao lưu với giá là 3 triệu 800 nghìn các bác nhé. 3 triệu 800 nghìn thôi ạ. À. Một mẫu đồng hồ giao đôi, một phiên bản bắt quái, ba kim ô cửa lịch, zin nguyên bản. Đấy logo ba cá các bác nhé. Thân vỏ bọc vàng. Đây các bác này, có chuyện rõ ràng ở đây các bác nhé. Chuyện ở đây đa số dao đô sẽ chuyện ở cái cái, cái phần phần nắp dây này các bác này đó có chuyện 3 triệu 8 nhưng cho em mã số 323 các bác nhé mã 323 quá đẹp luôn tiếp tục rồi Em đây các bác một chiếc mã số 413 này các bác nhé Ở à đó 403 403 em lên các bác một chiếc đồng hồ automatic đến từ thụy sĩ các bác nhé Một chiếc đồng hồ chạy bộ máy cơ 30 mươi à, để em mở máy xem nào cứ phải mở máy cho các bác để các bác cùng chiêm ngưỡng những, cái cỗ máy thời gian sửa đôi đời máy để các bác rồi cỗ máy được sản xuất năm thập niên 1960 này. chín năm sáu các bác nhé đó. thân vỏ bọc vàng mặt trắng giải tia tiếp tục có ba kim ô lịch tiếp theo nhé ở trên này có sai mặt đang là size 34 thân vỏ bọc vàng các bác ạ tổng thể cũng còn trên này còn rất là đẹp luôn các bác này Sâu huyết mết này Auto vỏ bọc vàng còn đẹp. Đây cũng có thông số đây. Mã số 403. Đó, giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhé. Để các bác 2 triệu thôi ạ. À. 2 triệu thôi. Giao lưu với các bác cùng chơi nhé. Mã số 403. Chiếc đồng hồ Thụy sĩ. Cơ auto. Size 34. Thân vỏ bọc vàng. 3 kim 1 ô. Cửa lịch các bác nhé tổng thể cũng còn rất là đẹp luôn để các bác cùng chiêm ngưỡng cùng ngắm nhìn một cái chiếc đồng hồ mà có cái form tròn kinh điển form đi vào lòng đất rồi form này là form gọi là hầu như những chiếc đồng hồ nào đều sử dụng chỉ có 2 triệu thôi giao lưu với các bác cùng chơi mã số 4 này 3 nhé tiếp tục lên em mã số 325 các bác nhé 425 một chiếc đồng hồ Omega chạy bộ máy cót tay các bác ạ Omega chạy bộ máy cốt tay các bác nhé thân vỏ bọc vàng ở thì cái kính nó bị xước em sẽ đánh kính cho các bác nha các bác yên tâm nó đang bị xước kính chút xíu thôi sẽ đánh kính cho các bác nói chung là hàng vintech rồi thì sau bao nhiêu khi vận chuyển cũng như là 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 bao nhiêu người dùng thì kính nó sước là chuyện quá bình thường xe mặt đang là 32.5 cho một mẫu đồng hồ omega đến từ thụy sĩ thân vỏ bọc vàng đáy thép inox chiếc này sẽ mở máy các bác cùng xem nhé tiếp tục lại là mở những cái cỗ máy thời gian cho các bác này đấy nhắc đến omega thì đều là những cái cỗ máy màu vàng hết cỗ máy vàng hồng hết các bác nhé sản xuất chiếc này thì được sản xuất những năm thập niên 1970 thuộc dòng máy có tay đây để em xem côn bao nhiêu này thông số nhá <laughs> chiếc này là 620 các bác ạ đó một cỗ máy 620 chính hãng đến từ thụy sĩ giao lưu với các bác cùng chơi chiếc này là 3 triệu 800 nghìn các bác nhé 3 triệu 800 nghìn cho mỗi, một mẫu một mẫu đồng hồ Omega 3 triệu 8 lên cho em với mã số 425 3 triệu 8 125, 425 các bác nhé Đồng hồ Omega đến từ Thụy Sĩ Mặt vàng mỡ gà trải tiền Bạ à, 2 kim Cót tay 2 kim mặt, gàng mặt vàng mỡ gà kết hợp cọc số la mã các bác ạ Để các bác ra chỉ có 3 triệu 8 thôi Lên cho em mã số 425 nhé tiếp tục em lên các bác một chiếc mã số 426 này 426 một mẫu đồng hồ hàng nhật nội địa các bác nhá free care các bác này free care đây các bác ạ các bác nhìn ở chiếc này thì còn riêng nguyên bản cũng như là độ mới vẫn còn rất là đẹp luôn đây các bác nhìn này. đọc cái tên thôi các bác đã biết ở Konishi này đấy. Iokolishi đấy ạ Nhật Bản thì chỉ có CC thôi à, ấy, CCII cuối cùng đấy ạ một chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên tem này các bác này chạy bộ máy cơ tu của nhật nội địa các bác nhé mẫu này mẫu của nhật nội địa đáy hơi đáy sau xước lông mèo dây uh, nguyên zin khóa nguyên zin vỏ mạ vàng hợp chiếc này thì size to hợp với các các bác nào có khuôn khổ tay vừa và to nhé uh, thiết kế lộ cơ lộ máy hen gọi là skeleton size ngang đang là 34 chưa tính núm này size dọc đang là size uh, 47 các bác nhé 47 lên tay các bác cùng xem với những cỗ máy um, của Nhật nội địa. các bác liên tưởng ra cái dòng này là giống em thấy thiết kế kiểu dáng giống cái dòng gọi là dòng gì nhỉ? Richard Mille giống giống Richard Mille y hệt luôn. <laughs> Chạy bộ máy cơ auto, còn nguyên tem đây thì các bác cũng về bóc cái tem này đi. Tem của của nó như vậy về em 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 cứ để như vậy nhá. Dây khóa nguyên zin hết vỏ mạ vàng hồng đẹp. đặc biệt hơn cái mẫu này là cái mẫu mặt số cọc số học trò được in trực tiếp trên kính các bác nhá. In trực tiếp trên kính, cho nên các bác nhìn nghiêng này nó tạo cái vẻ 3D rất là đẹp luôn. Còn các cái vạch cọc số thì nó nó hiển thị ở bên dưới. Đấy các bác nhìn thấy chưa ạ? Cọc số vạch 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 thì ở bên dưới đấy. Con số học trò thì hiển thị ở trên mặt kính. Rất là đẹp và cũng như là 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 uh, 3D luôn. Dòng này dòng chính hãng đấy các bác nhé dòng chính hãng. Giao lưu với các bác cùng chơi là 2 triệu 500 000 các bác ạ. 2 triệu 500 000 nhé các bác, các bác nhá, một chiếc đồng hồ của Nhật nội địa bảo hành chính hãng cho các bác luôn. sau này thì uh, hầu như kể cả các dòng ý này các dòng nhật các dòng thụy sĩ họ đều dùng các cái máy này hết máy này thuộc dòng máy 7s26 7s36 của hãng Seiko đấy thì khi mà mà họ sản xuất skeleton thì họ chỉ cần đục thùng ra thôi khoan thủng xuyên thấu xuyên thủng thôi đấy, một chiếc đồng hồ đến từ Japan, ban hàng nội địa rất là đẹp luôn độ mới vẫn còn để các bác cùng chơi dàn 2 triệu 5 nhé 2 triệu 5 lên trên em mã số 426 426 2 triệu 500 nghìn Bác nào tay to chơi chiếc này, bác nào tay 18 đeo chiếc này thì phải gọi là quên bài luôn. Đây tay em 17 này. Cho nên các bác là tay 18 trở lên đeo đẹp lắm các bác ạ. Rất đẹp và khỏe, khỏe khoắn chắc chắn nam tính. Không còn gì để mà chê ở cái, cỡ cái, chiếc đồng hồ này nữa. Nó quá là đẹp luôn. 2 triệu 500 nghìn mạng số 426 nhé. Khóa nguyên di, dây cũng nguyên zin luôn. 426, 2 triệu 500 nghìn. Tiếp tục này, em lên cho các bác một chiếc đồng hồ dành cho chị em phụ nữ nhé một mẫu đồng hồ săn lót đến từ Japan các bác ạ một chiếc đồng hồ săn lót Japan nhé ở sai mặt chiếc này là size 31 <laughs> các bác này cái dây họ thiết kế theo kiểu vân đá rất đẹp luôn đây là nhựa đấy các bác nhé nhựa đấy ạ nhưng mà nhựa theo kiểu nhựa nhựa trắng nhựa trong nhìn như kiểu vân đá nói chung là đẹp với cả nữ tính các bác là mua về tặng các bác gái hoặc tặng con gái cũng được tặng vợ tặng con gái cũng được bởi vì sao cái mẫu này đeo rất là trẻ trung vừa mang tính chất đeo lắc tay cũng như là để xem giờ luôn đấy các bác nhìn này đây các bác này quá đẹp và độc lạ luôn đấy hàng nhật xịn nữa coi nhé hàng nhật xịn Sunlot một thương hiệu của hình như có thương hiệu của Seiko hay Citizen gì đó nó như kiểu công ty con đấy các bạn sa 31 nha các bạn ai đeo cũng đẹp luôn mắt thì vẫn cắt được các bác các bác về cắt thoải mái đấy các bác về tháo cái ốc này ra xong rồi luồn ngày ra là xong thôi họ thiết kế rất là ok rồi đấy ạ nhưng mà đeo thay lắc tay thì mình đeo rộng cũng được không sao cả đây các bác này các bác gái đeo thì đẹp vô bờ bến luôn lại trẻ trung nữa giá lại rẻ nữa để các bác cùng chơi là 800 nghìn nhé 800 nghìn cho các bác mua về tặng các bác gái nhé 800 nghìn cho một chiếc đồng hồ nhật xịn hàng hiệu cũng như là hàng chạy máy pin thì siêu bền rồi thậm chí nước lôi còn ok luôn đấy ạ thì các bác về chỉ cần hạn chế bơi lội là ok tắm giặt thì thoải mái đi mưa rửa tay cũng được tắm giặt thì thôi các bác gái nên bỏ ra cũng rất là ok rửa bát thì thoải mái Đấy, biết chị chị em uh, hay hay rửa bát nhiều đúng ra là nước nhiều nhưng mà nói chung là mình mình chơi hàng thời trang mình, mình nên giữ gì bởi vì nó là hàng, hàng lướt rồi thì cái độ chịu nước thì em cũng không nắm rõ nhưng mà đối với một chiếc đồng hồ pin thì độ chịu nước vẫn còn để góp 800 nghìn thôi lên cho mã số 427 nhé 427 800 nghìn một chiếc đồng hồ dành cho chị em phụ nữ rất là đẹp luôn 800 nghìn thôi ạ Rồi, nhắc đến chị em phụ nữ lại thôi lên nốt cho các bác một chiếc sợi dây của chị em phụ nữ nhá. Một sợi dây dành cho chị em phụ nữ này. Một sợi dây bạc ngoại các bác nhá. 925. Đây các bác ơi. Cái mặt dây truyền họ thiết kế cho các bác bằng bằng một cặp một cặp ngọc trai này. Rất là đẹp luôn này, ngọc trai ngọc trai tự nhiên này các bác nhá. Tất cả là bằng bạc hết các bác ạ, một sợi dây cũng nhỏ thôi nhưng mà để cho chị em phụ nữ đeo thời trang, để chị em phụ nữ đeo kết hợp với phụ kiện quần áo cũng như là phụ kiện túi sách các kiểu thì nhìn rất là đẹp luôn hoặc các bác có thể mua về tặng cho ai đó cũng được tùy các bác tùy vào mục đích sử dụng của các bác nhé một sợi dây bạc được thiết kế hai viên bọc trai như này hàng của ngoại bạc nhật luôn bạc xịn luôn các bác nhé em không biết là có được sim một lớp vàng trắng bên trên hay không nhưng mà em thấy nó có cái cái ánh trắng của vàng các bác nhé giao lưu với các bác cùng chơi để các bác về là có tặng đến là 600 000 đồng các bác nhé 600.000 thôi ạ, các bác mua về làm quà tặng cho các bác gái rất ý nghĩa luôn Để các bác gái nhiều khi, uh, các bác gái kết hợp với phụ kiện, những cái tà áo dài cũng rất là tuyệt vời luôn Đẹp, ngọc trai lại trắng tinh khôi nữa, <laughs> trong trắng đấy, kiểu kiểu ngọc trai là trong trắng Một sợi dây của nữ, 600.000 đồng, để các bác cùng chơi sợi dây này nhá Mua về làm quà tặng cho các bác gái đi ạ, quà tặng cho con gái đi ạ, rất là ok luôn 600.000 đồng mà thôi 600.000 thôi các bác nhé hai viên ngọc trai tự nhiên và thiên nhiên 600.000 Có đồng hồ thì phải có vòng cổ để phục vụ cho các bác cùng chơi nhé Chỉ có 600.000 đồng thôi 600.000 lên cho em mã số dây chuyền nữ Tiếp tục này Em đây đang chiếc mã số 428 nhé Mã số 428 ngày hôm nay Một chiếc đồng hồ uh, vỏ thép các bác ạ Một mẫu đồng hồ vỏ thép mang thương hiệu Lin Chạy bộ máy cót tay đến từ Thụy Sĩ các bác nhé Được cái chiếc này vỏ thép cũng còn mới quá các bác ạ Sai mặt đang là size 33 Vỏ thép siêu mới luôn Kết hợp cho các bác một bộ dây cũng siêu đẹp luôn Một bộ dây chun Mỹ bọc À một bộ dây chun Mỹ bằng thép Cũng rất là là chắc chắn khỏe khoắn Các bác gần máy đây bánh xe gai luôn các bác nhá. Đấy, lin và lin. Switch mét để switch đây. Máy còn đẹp keng luôn các bác ạ, máy đẹp căng luôn. Bác nào mà thích những chiếc đồng hồ vỏ thép thì chơi chiếc này thì tuyệt vời rồi, không còn gì để một tuyệt vời hơn nữa. Size 33 vỏ thép inox mặt vân cổ điển hai lòng này. Lên tay các bác cùng xem nha, một sợi dây chun đẹp quá các bác ạ lên tay các bác này trắng tinh khôi trắng tinh tường trắng đẹp trắng sang trọng luôn đẹp quá các bác ạ à, lấp lánh luôn long lanh luôn long lanh lấp lánh luôn mã số 428 giúp em giao lưu với các bác cũng chỉ giá một triệu thôi ạ à. một triệu thôi các bác nhé một triệu tròn Đấy, để các bác một triệu tròn thôi một triệu bao ship cho các bác đồng hồ bên em bán ra đương nhiên phải bao ship cho các bác nhé các bác lưu giúp em khi mà shipper ship đến cho các bác shipper đòi thêm tiền ship thì các bác đừng trả đấy dù cho các bác có cọc hay chuyển khoản bên em cũng free ship hết mã số 428 để các bác cùng chơi giá chỉ có một triệu thôi một chiếc đồng hồ vỏ thép inox chạy của máy có tay thụy sĩ đẹp căng đẹp kẹp zin nguyên bản kết hợp một bộ dây chun của mỹ sĩ luôn đẹp quá các bác ạ bộ dây chun cũng rất đẹp luôn mới qua dây chun thì mới quá để các bác giá một triệu thôi tiếp tục này lên các một chiếc đồng hồ mã số 429 này một mẫu đồng hồ dây trắng nữa đó một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Handbrot Đấy. Handbrot 3 kim 2 ô cờ lịch thì chiếc này là chạy bộ máy cơ auto các bác nhá chạy bộ máy cơ auto 2 ô lịch là lịch cười em test lịch cho các bác này Đấy. Đó, hai lịch đều nhảy các bác nhá, hai lịch đều nhảy có thiết kế form cũng rất là đẹp ôm tay luôn size mặt chiếc này đang là size 34.5 34.5 các bạn nhé vỏ lên vỏ mạng chrome thôi không phải vỏ inox đâu các bạn ạ dòng này thì không có inox đâu con nhé dòng này mới cả dòng giống đồng hồ nga không bao giờ có inox lên tay các bác cùng cùng chơi nhá 34.5 đáy thép inox này các bạn này đó đáy thép mặt sau thì nó có bị 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 chóc nhẹ chút xíu thôi nó không ảnh hưởng gì nhiều các bác bởi vì, bởi vì sao bên trên còn đẹp mặt còn đẹp hai ô lịch lịch cười rất là là tươi luôn này <laughs> mã số 429 để các bác giá chỉ một triệu hai thôi một triệu hai trăm nghìn nhá có tay thì một triệu mà auto là chỉ các bác một triệu hai thôi ok chưa các bác quá rẻ luôn quá ok quá tuyệt vời luôn giá chỉ có một triệu hai tròn mẫu đồng hồ đến từ đức thương hiệu hamburg đến của đức các bác nhá một <laughs> triệu hai trăm nghìn mã số 429 giúp em một chiếc đồng hồ Hanbrot Thụy Sĩ à Đức. Mặt trắng trái tia, ba kim hai ô cửa lịch, form uh, form này form ôm tay. Size 34.5. Giá chỉ có 1,2 triệu 2 thôi. Giao lưu với các bác cùng chơi nhé 1,2 triệu. 200 ngàn. Đẹp quá, quá các bác ạ, mới quá. Mặt còn rất đẹp luôn, liền cũng còn rất đẹp luôn mòn sau không ảnh hưởng gì nhiều bởi vì đeo lên tay rồi không ai nhìn đâu ạ. 1 triệu 200 ngàn mã số 429 giúp em. 429 các bác nhé. Tiếp tục này 430 này. Giao lưu với các cuộc chơi mã 430 nhé. 430 ngày hôm nay em lên các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Engie các bác kính này kính đá nhé nó có bị 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 xước ở bên bề mặt cũng không sao đâu ạ Nói chung là hàng cơ cổ rồi cơ mẫu này chỉ toàn kính đá thôi nó xước tí cũng không sao đâu ạ quan trọng là mình thần thái thôi mình đeo cái đồng hồ Vintech thôi đây mặt đây các bác ơi hàng có tay đang hoạt động bình thường nhé các bác nhé đó chạy rất tít luôn rất chuẩn giờ luôn Engine 673 USA các bác nhé nói chung nói chung là các cái dòng này đều xuất anh xuất uh, xuất mỹ xuất anh là nhiều xuất mỹ xuất pháp cũng có hàng zin nguyên bản các bác nhá hàng xưa chứ này đâu đó sản xuất chắc những năm thập niên 1950 rồi không thể chối cãi rồi ô chuyện được cái lại còn nguyên bộ dây zin luôn các bác ạ nguyên cái bộ dây zin này zin tây luôn các bác này các bác nhìn bộ dây đẹp quá bộ dây quá đẹp luôn bộ dây tây quá phê luôn các bác ạ Sai mặt đang là size 23 này, chiều ngang chưa đo lún này. Sai dọc sẽ là 37 cả cả nhé các bác nhé. Để đo sai dây này. Sai dây đang là size 18 nhé. Khi mà các bác mua trước đồng hồ này, nhà các bác mà có sợi dây chun thì các bác ghép vào đây. Các bác lấy cái dây da tây này, các bác ghép vào trước đồng hồ tròn của các bác khác thì đẹp lắm các bác ạ. hàng nó về như này thì em nên sóng luôn như này nhé các bác nhé. Để các bác giá cùng chơi trước này nhé. Giao lưu với các bác cùng chơi trước đồng hồ này giá là 1 triệu thôi ạ. Tiếp tục một triệu các bác nhé. 1 triệu cho một chiếc đồng hồ mã số 430 thân vỏ bọc vàng còn đẹp căng và keng đẹp len keng luôn giá chỉ có 1 triệu thôi Engi 430 thân vỏ thì được bọc vàng đáy trang bị thép inox kính cong Đấy, sao? mã số 430 giao lưu với các bác cùng chơi nhé 1 triệu tròn đồng hồ Vintech xưa sản xuất tầm 60 năm rồi. bác nào tay 10 16 17 đeo chiếc này đẹp lắm các bác ạ. À. Nói chung là đẹp. Nói chung là đẹp theo kiểu Vintech các bác bác các bác vào về chơi những chiếc đồng hồ như này rồi thì các bác mới mới đeo được những chiếc đồng hồ có size như này. Đúng không ạ? Còn các bác mới chơi đồng hồ hay mới các bác chỉ chơi đồng hồ đời mới thôi thì các bác không đeo được những chiếc đồng hồ này đâu ạ bởi vì là các bác cảm giác nó sai bé. Chứ còn bình thường các bác chơi đồng hồ cơ cổ thì size 30 các bác cũng đeo được một <laughs> triệu thôi lên cho em mã số 430 nhé tiếp tục này các bác ơi mã số 431 này 431 em lên các bác một chiếc đồng hồ chạy máy pin nhá một chiếc đồng hồ pin 31 pin của Nhật các bác ạ đặc biệt hơn các bác này nó thuộc dòng silver là bạc các bác những vỏ bạc các bác đeo tránh gió kỹ gió rất tốt luôn ờ, nhưng mà bình thường nhá những chiếc đồng hồ này mà mà đa số em bán đồng hồ bạc nhiều lắm nhưng mà các bác nhìn size 35 không có luôn các bác ạ đồng hồ bạc này rất nhiều nhưng mà chỉ có sai 32 là nhiều thôi mà chiếc này sai lên đến tận 35 các bác ạ nó sai là quá là to rồi các bác về đeo tránh gió kỵ gió này các bác này một chiếc đồng hồ bạc trắng tinh đấy, rất là đẹp luôn lên tay các bác cùng xem đây các bác ơi bác nào mà có cái sợi dây bằng bạc rồi các bác về lắp vào cái đồng hồ lay thì nữa thì tuyệt vời luôn các bác ạ nó cứ phải gọi là, 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 đúng bài luôn đeo đồng hồ bạc thì sang đấy đeo đeo bạc thì sang chạy máy pin của nhật các bác nhé để giao lưu với các bạn cũng chơi nhá giá này vẫn cứ là này một triệu trò ok chưa các bạn lưu ý cho là vỏ bằng bạc nguyên khối đấy ạ bạc nguyên khối silver 925 các bác có nhìn thấy các cái vết chóc không ạ đấy không phải là chóc đâu ạ đấy là cái vết người ta phun cho các bác một lớp một lớp vàng trắng bên ngoài hay là một lớp bạch kim bên ngoài đấy để các bác đeo nó được trắng mãi đấy mã số 431 để có một triệu thôi để các bác nào quan tâm với chiếc đồng hồ bạc đúc ngày hôm nay các bác muốn đeo tránh gió kỵ gió hoặc là đeo theo kiểu là trang sức vàng bạc thì các bác chơi chiếc này nhá đẹp lắm các bác ạ lại còn mỏng nữa sai lại size 35 sai lý tưởng luôn mỏng 7 ly thôi các bác ạ để có một triệu thôi một triệu thôi lên cho em mã số 431 nhé <laughs> 1 triệu 431 ngày hôm nay một chiếc đồng hồ bạc đúc ba chích ấy, ba chích quá đẹp cho một cuộc tình tiếp tục này em đây có một chiếc đồng hồ của nữ nhá một chiếc đồng hồ da đô nữ các bác ạ chạy bộ máy cơ ô tô có hỗ trợ có tay này con để em mở máy xem nào chờ em một phút là ba giây mở máy nhá Rồi, chặt quá các bác ạ Chặt lắm các bác ạ, em nghĩ còn chống được nước cơ Chặt quá, không mở được, đau hết cả tay các bác này Trời. Đây, lăn cả tay này, quá chặt luôn Thì các bác cứ chốt đi, trong em sẽ mở trong zalo cho các bác nhé Mở trong zalo cho các bác, các bác yên tâm Nhưng mà em nghĩ nó đang chặt như này là nó, nó đang chịu nước đấy ạ Các bác cảm thấy thích xe máy em vẫn mở được cho các bác Còn không thì các bác lên để nguyên để cho để cho các bác gái còn đi mưa rửa tay còn được trước đồng hồ cơ cổ mang thương hiệu Zado rất là phê và đẹp luôn này các bác này đẹp lắm các bác ạ thuộc form quả trứng này đẹp Bỏ thép full thép Xe mặt 30 à 25 này 25 và nhân với 30 các bác nhé lên tay các bác gái cho các bác gái xem một chiếc đồng hồ chạy bộ máy cơ ô tô ba kim một ô cửa lịch lùm zin có logo zin cả dây cả khóa các bác nhé dành cho chị em phụ nữ các bác nào mà mua tặng thì cũng được còn không thì các bác gái đang xem chương trình này zin nguyên bản kính còn nguyên zin các bác này em khuyên các bác nhá nếu các bác chốt chiếc này không nên mở máy để còn độ chịu nước còn ok để các bác có nhìn thấy cái cái kính nó vẫn còn còn mỏ leo không ạ đây các bác nhìn đó các bác nhìn thấy mỏ leo rõ ràng chưa mặt zin nguyên bản các bác nhá đẹp quá các bác ạ mỏ leo vẫn còn xoay nhưng mà xoay xoay chậm thôi đó Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ đô lưỡi ngày hôm nay nhé. Giao lưu với các bác cùng chơi này, giá này để các bác chiếc này giá là một triệu lốt, một triệu lốt các bác nhé. Cơ Auto đồng hồ đô đến từ thụy sĩ. Đấy. Mẫu này là mẫu dành cho cho các bác gái, um, bác gái thích chơi đồ cũ nhé các bác nhé. Còn chị em tuổi tin không chơi ở đâu ạ, à. chị em tuổi tin không thích cái form này. Đây dành cho các bác gái cổ điển, Đấy. thích cổ điển còn chị em phụ nữ kia thích thời trang thì thời trang thì chọn mã mã này đó thời trang thì mã này cổ điển thì mã này 800 và một triệu các bác nhá lên xem mã số đồng hồ gia đô nữ đi đồng hồ gia đô nữ các bác nhá một triệu thôi ạ à, để các bác cùng chơi một triệu nhá đẹp lắm các bạn ạ độ, độ mới vẫn còn rồi tiếp tục em lên các bác một cái mặt dây chuyền này một cái mặt dây chuyền thì quá là đẹp luôn các bác ạ một cái mặt dây chuyền đến từ Orient VKP uh, có nghĩa là được lắc kê vàng trắng các bác nhé White Gold plate gold, gold này. Đáy thép lốc rồi, nó chuyện bình thường quá đương nhiên này các bác này. Cái mặt dây chuyền đẹp chưa ạ? Sợi dây em kết hợp cho các bác một sợi dây nhá, sợi dây của Nhật xịn luôn. Đấy. Nó về như này thì em kết hợp luôn như này. Rất là đẹp luôn. Để các bác đeo thời trang thôi cũng là ok rồi. Để các bác nhìn nhìn rõ được chữ ra ban không ạ? Một cái dây thép inox của ra ban xịn nhá, cộng thêm là 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 một cái mặt dây chuyền hình hình cái này giống cái gì nhỉ giống một cái gì đấy tạo một cái gì cho đẹp nhỉ các bác thử bình luận cho em nên là giống cái gì cho đẹp này Đó, ngang là 39 này dọc này dọc là 69 mươi chín đâu đây móc khoen này hoặc các bác về các bác có sợi dây to hơn này các bác về các bác có sợi dây bạc này các bác kết hợp với cái chiếc đồng hồ cái mặt dây chuyền này cũng được cũng đẹp lắm các bác ạ Giao lưu với các bác cũng cho cái chiếc đồng hồ mặt dây chuyển để các bác là 800.000 nhé 800.000 thôi ạ, à, lên cho em mạng số mặt dây chuyển Chỉ có 800.000 thôi 800.000, mã số mặt dây chuyển 800.000 thôi các bác ạ, à, lên cho em mã số mặt dây chuyển nhé được mạ vàng trắng hay còn gọi là xi vàng trắng bên ngoài Gold plate là hàng lắc kê là dày đấy ạ Thì thua mỗi bọc thôi Chạy bộ máy cốt tay các bác nhá Đấy chạy máy cốt tay để các bác có thể lên cốt theo kiểu này Đây khi mà các bác đeo này Ví dụ đeo như này này Thì các bác chỉ cần ngửa lên là xem được giờ Đó hiện tại bây giờ đang là 5 giờ 20 chẳng hạn Đấy các bác nhá Một cái mặt dây chuyền mạ vàng trắng Lắc kê vàng trắng rất là đẹp luôn giá chỉ có 800 000 thôi. Độc đẹp. Các bác về thay phụ kiện để đeo đeo vào cổ cũng được. Nói chung là, là làm gì thì làm các bác nhé Móc khóa cũng được mà đeo cổ cũng được. Rất là đẹp hoặc siêu tầm cũng ok. Rất là tuyệt vời luôn để các bác giá chỉ có 800 000 thôi. Rồi, tiếp tục này các bác ơi. Em này các bác một chiếc đồng hồ này. Đấy, Đấy, à, chặt chặt Các bác ơi, nguyên hộp của các bác nhé Đây là một chiếc đồng hồ made in uh, made in tàu xịn đấy các bác ạ. Đây made in Hồng Kông này, hàng chính hãng, hàng nội địa đấy các bác nhá. Sang hai này, Sang hai là tập đoàn công ty hay cái Sang 2 made in Chila này, hàng chất lượng đấy ạ. Made in tàu. Đấy, à, đây là bác này, bác bác này là bác Bắc Mao Trạch Đông à. Bác này Bắc Mao hay sao nhỉ? Sản xuất 1994 này. Zin nguyên bản 100%. Zin tất cả luôn. Sai mặt đang là 36 nhá, sai 36. Một chiếc đồng hồ của Bắc Mao. Bắc Mao hình Bắc Mao. Bác này Bắc Mao, Mao... Mao Trạch Đông. Bác đang vệ tay này, Bác tập là bác tập là mới đây hay sao bác tập mới đây Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhé 1 triệu 500 nghìn 1 triệu 500 nghìn các bác ạ 1 triệu 5 các bác nhá Mới tinh chưa qua sử dụng đâu ạ Zin 100% luôn 1 triệu 500 nghìn Made in Sang Hải, Hồng Kông Nội địa các bác nhá Rất là bền đấy các bác Các bác đừng chê Đừng chê hàng Trung Quốc nội địa Nó, 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 nó ừ, hỏng Nhưng mà thật sự các bác nó bền lắm đấy các bác ạ Siêu bền luôn đấy ạ Đây nguyên ta nguyên tem nguyên, nguyên mark này 1 triệu 500 nghìn Mã số 296 giúp em Ờ, quay trở lại với phụ kiện ngày hôm nay các bác nhé Tiếp tục này Lên các bác một chiếc kính nhá À lên, à đây, em vẫn còn cái nhẫn đây Vẫn còn một cái nhẫn nữa đây Em có một chiếc nhẫn Mỹ 1976 này Chiếc này thì em bao Mỹ xịn cho các bác nhé Đây các bác ơi Sterling 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 Đá đá xanh các bác nhận đá xanh Rồi các bác nhìn thấy ánh xanh chưa ạ? Một viên đá xanh các bác nhé. Chất liệu bằng bạc, bạc xưa, bạc ngoại, bạc Mỹ, bao Mỹ cho các bác luôn. Những cái chiếc đồng hồ nào bên em nói chung là hàng bên em, bên em nói rõ cho các bác rồi. Ờ, uh, sai mặt đang là, à sai nhẫn đang là sai 20 nhé. Sai nhẫn 20, bác nào tay có 20, 21 đeo đẹp lắm. Cơ bản nó là hàng Mỹ xịn, em bao bao chất lượng cho các bác luôn, cũng như là bao bao xịn cho các bác nhé. Còn hàng đời mới bây giờ thì 800 000 Em không không Em 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 không bán phía này ở Chiếc này để các bác là 1 triệu rưỡi nhé 1 triệu 500 000 1 triệu 500 000 lên cho em với mã số nhận Mỹ 1 triệu 5 Một chiếc nhận Mỹ đẹp Chất liệu bằng bạc xưa Bác làm xin 576 này Chơi chiếc nhận Mỹ này, tuyệt vời luôn Em bao Mỹ xịn cho các bác nhé Còn hàng đời mới thì chỉ có vài trăm nghìn thôi 1 triệu 500 nghìn Tiếp theo lên cho em mã số nhân Mỹ Bác là 76 thì uh, chơi chiếc này Tiếp tục này em lên có một sợi dây nhá Một cái lắc tay của chị em phụ nữ đi ạ Một cái lắp tay nhá Một cái mẫu lắc tay trang một cái lắc tay trang Đấy các bác ơi, tất cả bằng bạc hết các bác nhá này. 925 này. Còn cái các các cái cái này là mạ vàng thôi các bác nhá, không phải bạc đâu ạ, là mạ vàng thôi. Còn các chỗ là màu màu trắng, màu bạc thì là trắng là là bạc. Còn không thì là bằng vàng hết. đây là các bác này đó quả cầu quả cầu mạ vàng này mất một viên đá ít gì đây các bác không thích phải bỏ dạng được trái tim vàng này đấy ong ong ấy tìm mật bên trong còn một cả viên đá này các bác này hũ hũ đây hũ mật hũ mật đây, hũ mật đây là đây là ong chúa này trái tim trái tim ong 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 nhỏ này một cái một cái lắc tay của trang để giao lưu với các bác cùng chơi nhé hàng xịn sò luôn này để các bác giá thì 1 triệu 200 nghìn thôi ạ 1 triệu 200 nghìn Lên trang mã số lắc tay trang Các bác mua về cho các bác gái này Hoặc mua về cho, cho ai cũng được Nói chung là lắc tay nữ Đẹp lắm các bác ạ thuộc dòng trang dòng trang này vào hãng mua đắt luôn đấy các bác nhé Các bác cứ vào trung tâm thương mại Các bác hỏi sẽ biết nó rơi tầm bao tiền để các bác hôm nay sale cho các bác 1 triệu 2 thôi 1 triệu 200 nghìn nha các bác nhé một cái lắc tay một cái vòng tràn 1 triệu 200 nghìn 1 triệu 2. Rồi, tiếp tục uh, chuyển sang phiên kính các bác nhé. Em đây các bác một mẫu kính này, một chiếc kính uh, uh, của Mỹ nhá Đâu nhỉ? Tìm cái khăn nào phát cho luôn. Rồi. Đây. Khăn kính này để đâu ấy. Em lấy các bác một chiếc kính ba cầu này. Một cầu, hai cầu, ba cầu này. Một chiếc kính đến từ uh, Made in USA các bác nhé. Một chiếc kính cơn. Các bác hay gọi là kính AO đấy ạ. Còn đọc chính xác sẽ là cơn sẽ là Uh, American Optical chiếc này được sản xuất trong năm thập niên 1970 các bác nhé. Ở những năm 70 đây các bác nhìn này. Một chiếc uh, kính cơn c size 6 1/2 nhé để các bác nhìn bên này nó sẽ dễ hơn. Bởi hàng hàng, hàng cơn là có một uh, một ngược một xuôi mà. Size 6 1/2 để cho dạ, American Optical này đấy một chiếc kính hàng của Mỹ xịn sò và chất lượng. Cặp mắt này các bác có thể đi đêm thoải mái nhé. Sai ngang đang là 140 Cắm mắt này là cắm mắt không độ Thì các bác đi đêm được Đi ngày đi đêm đều được hết các bác nhé Cắm mắt không độ để các bác bảo vệ cho mắt của mình Được sản xuất những năm thập niên 1970 đến tận bây giờ Tổng thể tổng thể cũng còn rất là đẹp luôn Đây các bác này Cái tỷ lệ hàng ngày hàng, hàng Các bác hay gọi là kính si Nhưng mà các bác nhìn cái ve này nhé Ve này là ve những năm 70 đấy ạ Ve 8 này Tổng thể cũng còn rất là đẹp phục vụ cho tất cả các bác đeo chơi hay là siêu tầm những chiếc kính cơn như này cơn theo kiểu dáng cơn kia thì rất nhiều nhưng mà kính cơn mà dáng này thì rất ít đấy các bác thích mình là người khác biệt đặc biệt hay một cái gì đấy độc lạ thì các bác chơi chiếc kính này nhé để các bác giá bên em đang giao lưu với giá là 2 triệu 500 nghìn 2 triệu 500 nghìn lên trên mã số 94 nhé 2 triệu 5 mã số 94 một chiếc kính cơn của Mỹ AO American Optical đến từ USA hàng zin xịn xưa giao lưu với các bác cùng chơi những chiếc này cũng, uh, mắt còn zin luôn ạ <laughs> mắt bên nhật gửi về luôn qua nhá, em đấu nhật về các bác mẫu này em đấu nhật về sale cho các bác cùng chơi còn hai triệu rưỡi thôi hai triệu rưỡi lên cho em mã số 94 mươi nhé hai triệu năm mã số 94 mươi vàng còn đẹp lắm các bác ạ tiếp tục này em đưa các bác một chiếc mã số 424 một chiếc kính dây băng nhé Em các qua một chiếc kính ray băng BL hàng Mỹ xịn luôn các bác nhá. Còn mắt còn zin luôn đấy ạ. Một chiếc kính ray băng phiên bản Way. Phiên bản Way này các bác này. USA các bác nhá, Wayfarer đấy ạ. Gọng nhựa đấy. Cái này là bị bị xước này, các bác có thể đánh bóng được nhưng mà em em ở nhà không có máy đánh. Nói chung là hàng xưa rồi, hàng những năm 80 rồi, không tránh được, 70 rồi. Xe ngang là 140 tiếp theo các nhá, một chiếc kính Ray-Ban Wayfarer, một mẫu kính quá là quen thuộc với tất cả các bác rồi. Ai đeo cũng được, nam nữ đeo đều được hết mà già trẻ gái trai đeo được hết. Form này đúng là quả form kinh điển, đúng là quả form đi vào lòng đất, đi vào quốc dân, Quả form này ai đeo cũng được, công nhận họ thiết kế quả 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 form này rất đẹp luôn, đeo cực kỳ trẻ trung mà lại sang trọng nữa. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. Vẫn là để các bác cùng chơi là 2 triệu 500 nghìn bao xịn bao mỹ cho các bác luôn nhé 2 triệu 500 nghìn hai triệu năm trăm nghìn mã số 424 một chiếc kính Ray Ban Wayfarer tiếp tục này anh em đây qua một chiếc kính tiếp theo một chiếc kính cuối live cuối phiên ngày hôm nay này một chiếc kính rose à một chiếc kính Menzen của đức các bác nhé mặt của đức Ở mắt này không phải đâu ạ các bác dây mắt này em đi cắt mắt cho các bác em bảo để chữ dây băng này cho nó lạ thôi nhưng mà thực chất nó là kính đức các bác nhé một chiếc kính metler của đức đây các bác nhìn này đây metler metgen này tùy các bác theo cái cách gọi thôi jack mali này zin nguyên bản này các bác này có chuyện rõ ràng đây các bác nhé đây logo ký hiệu của metler này Made in Jack Mali để em lại kính nút cho các bác này. Đó, hàng của Đức xịn nha các bác nhé Có thiết kế kiểu dáng cũng khá là độc dị lạ các bác ạ Độc lạ luôn Xe ngang là 140 các bác nhé 140, một chiếc kính của Đức Hàng bọc vàng Các bác ơi này, các bác nhìn này, lên tiếp đỉa luôn này Các bác không thích thì em lau cho các bác Nhưng mà em nó để mấy ngày nó hay lên tiếp đỉa mà các bác Bởi vì sao nó lắc kê vàng quá dày Nó bọc vàng quá là dày cho nên là nó nó, nó bị bị tiếp đỉa Nó là chuyện quá bình thường Chiếc này thì đâu đó sản xuất những năm thập liên 1970 Tiếp tục lại là một chiếc kính những năm 70 Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính này nhé. Về các bác không thích các bác tẩy chữ này đi, các bác lấy vật cứng các bác cạo đi là hết thôi. Đó, đây là mắt kính dây băng nhưng các bác nhé, mắt dây băng xịn luôn đấy ạ. Một chiếc kính uh, Metler của Đức. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính này nhé. Kỷ niệm các bác này, cuối live cuối phiên kỷ niệm các bác này, 1 triệu năm trăm nghìn. Một triệu năm trăm nghìn thôi ạ. Một chiếc kính Metler của Đức. cộng lắc cây vàng rất dày luôn, mắt kính thủy tinh đã lắp đã lắp cho các bác một bộ mắt dây băng xịn sò chất lượng rồi đeo các bác bao bảo hành cho các bác không phải lo tức mắt mỏi mắt các bác nhé mã số 423 giao lưu với các bác cũng chơi 1 triệu 500k các bác ạ Xin chào và hẹn gọi tất cả các bác tiếp tục vào phiên video tiếp theo đó chốt hạ bằng một chiếc kính Meller của Đức bán chiên các bác 1 triệu rưỡi thôi rồi bây giờ em xin phép là dừng video tại đây các bác nhé xin hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo của anh em các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh cho em và nhớ đừng quên kết bạn Zalo các bác nhé 0927 292 và 292. Xin chào và hẹn gặp lại.